Tất cả các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em những cái nội dung khái quát nhất về cái đoạn trích đất nước, trích trường ca mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm ở trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12. Viết về cái đề tài đất nước thì nhà văn Ehrenbohr đã từng có những cái dòng tâm sự rất hay. Dòng sông, dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào trường giang Volga, con sông Volga đi ra biển, lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc. Có thể nói, tình yêu tổ quốc chính là yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê, yêu những gì giản dị, gần gũi, thân quen nhất đối với mỗi người. Và cùng với cái mạch cảm xúc bình dị, đất nước được làm nên từ những điều bình dị, gần gũi, thân quen nhất đối với mỗi người mà Nguyễn Khoa Điềm đã viết nên chương thơ Đất nước. Thế về cái đoạn trích Đất nước này thì các em nhớ cho cô một số những cái đặc điểm khái quát về tác giả và tác phẩm để chúng ta có thể giới thiệu trong cái phần mở bài hoặc là cái phần đầu tiên, đoạn văn đầu tiên của phần thân bài. Về tác giả, trước tiên là về tác giả thì các em nhớ cho cô bao giờ cũng thế. Đối với một tác giả văn học thì các em nhớ cho cô một cái câu giới thiệu về tác giả, một câu giới thiệu về cái nét đặc sắc, phong cách nổi bật của tác giả. Thứ nhất là Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhớ nhá, ông là nhà thơ trưởng thành trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thơ ông hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về con người đất nước Việt Nam. Nhớ, hấp dẫn bởi cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng. Đấy là hai cái đặc điểm nổi bật nhất mà chúng ta cần nhớ về tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Thứ hai là về tác phẩm thì Trường ca mặt đường khát vọng được sáng tác ở chiến khu Trị Thiên vào năm 1971 và nó được hoàn thành và in lần đầu tiên vào năm 1974. Đấy là hoàn cảnh sáng tác. Thế và nội dung của cái Trường ca mặt đường khát vọng này đó chính là Nguyễn Khoa Điềm đã viết về sự thức tỉnh của giới thế hệ trẻ đô thị vùng tạm chiếm miền Nam Việt Nam, về non sông đất nước, về sứ mệnh của thế hệ mình xuống đường đấu tranh hòa mình với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước lúc bấy giờ. Thế và vị trí của cái đoạn trích chúng ta học trong sách giáo khoa chính là nó được trích phần đầu chương 5 của cái trường ca mặt đường khát vọng. Và cái trường ca mặt đường khát vọng này gồm có 9 chương. Đấy. Thế nội dung của cái chương 5, nội dung của đoạn trích đất nước mà chúng ta học ấy, nó chính là những khám phá mới mẻ về đất nước trong cái bình dị gần gũi, thân thiết hàng ngày, trong chiều sâu của văn hóa, lịch sử. Hay nói khác đi là toàn bộ cái đoạn trích này, nó xuyên suốt cái đoạn trích đó chính là cái tư tưởng đất nước là của nhân dân, đất nước là do nhân dân làm nên, nhân dân tạo nên. Đấy chính là một số những cái đặc điểm khái quát về cái tác phẩm đoạn trích Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Tiếp theo là các em phải nhớ được cho cô những cái đặc sắc nghệ thuật của cái đoạn trích này. Để làm nên một cái tác phẩm có giá trị thì chúng ta không thể nào không nhắc đến những cái đặc sắc về nghệ thuật. Cái đoạn trích đất nước này thì cô chỉ nhắc đến bốn cái đặc điểm nổi bật nhất mà dễ nhớ nhất của cái nghệ thuật, đó chính là về thể thơ, hình thức và lời thơ và cái từ đất nước là viết hoa. Trước tiên là về thể thơ thì cái bài thơ đất nước này, đoạn trích đất nước này được làm theo cái thể thơ ở đây chính là thể thơ tự do. Thể thơ tự do, câu thơ dài ngắn đan xen theo mạch cảm xúc. Cho nên chính vì vậy mà cái thể thơ tự do này nó giúp cho nhà thơ có thể diễn tả được cái cảm xúc suy tư của mình về đất nước một cách rất là tự nhiên. Về hình thức thì tác giả đã chọn cái hình thức đó chính là những cái lời trò chuyện tâm tình của người con trai với người con gái yêu thương. Trong cái câu chuyện của mình thì họ đã nói về đất nước. Chính vì thế nên tác giả đã tạo nên một cái giọng điệu ở đây, đó chính là giọng điệu trữ tình, chính luận.
tác giả đã biến những câu thơ đầy chất chính luận trở nên sâu lắng và giàu cảm xúc. Thế và lời thơ ở trong cái đoạn trích này, các em phải nhớ cho cô cái đặc điểm rất là đặc sắc. Đó chính là lời thơ đậm đà, chất liệu văn hóa, văn học dân gian. Tác giả đã không mượn hoàn toàn mà chỉ lấy ý hoặc là mượn hình ảnh những câu chuyện cổ tích này, truyền thuyết, ca dao để tạo nên những câu thơ tự do mới mẻ, mang hơi thở của thời đại nhưng lại rất gần gũi và thân thiết với lại nhân dân. Đấy chính là cái đặc sắc thứ ba. Thế và tiếp nữa là chúng ta phải nhớ cho cô là trong cái đoạn trích đất nước ấy, cái từ đất nước là được viết hoa. Và cô thì theo thói quen cũng hay viết không viết hoa, và cô đã viết lại tất cả trong này để nhấn mạnh, để cho các em nhớ, để tạo cái sự thành kính và thiêng liêng của tác giả đối với đất nước. Thế còn bên này chính là nội dung của cái đoạn trích đất nước. Trước khi đi vào nói về cái nội dung cơ bản của đoạn trích đất nước thì chúng ta nói qua về cái đề tài đất nước. Đề tài đất nước thì có thể nói rằng nó là một cái đề tài rất là phổ biến trong văn học dân tộc. Chúng ta đã từng bắt gặp một đất nước trong Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, rồi đất nước trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, hay đất nước trong Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc của Nguyễn Đình Chiểu. Và đặc biệt cái tư tưởng đất nước của nhân dân chúng ta cũng đã từng bắt gặp rất nhiều trong thơ văn. Cô lấy ví dụ như là trong thơ của Nguyễn Trãi, trong cái bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, chúng ta thấy rằng là Nguyễn Trãi đã từng nói nước Đại Việt có được chính là do nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới, tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. Rồi đến Phan Bội Châu, thì ông cũng đã từng quan niệm dân là dân nước, nước là nước dân, nghĩa là dân là dân của nước và nước là nước của dân. Thế rồi đến Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy rằng Bác Hồ của chúng ta cũng nói đến, cũng nhấn mạnh cái mối quan hệ giữa nhân dân với đất nước, đó chính là nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Như vậy là cái tư tưởng đất nước của nhân dân đó là, và do nhân dân, đất nước do nhân dân làm ra đấy, nó là một cái dòng mạch chủ lưu của văn học dân tộc. Vậy đóng góp của Nguyễn Khoa Điềm ở trong cái đoạn trích này là gì? Chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu. Thứ nhất, cái đoạn trích này chúng ta có thể chia thành hai phần. Phần thứ nhất là những cảm nhận mới mẻ về đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Phần thứ hai đó chính là tư tưởng đất nước của nhân dân. Thực ra toàn bộ cái chương thơ này đều là cái tư tưởng đất nước của nhân dân. Thế nhưng mà chia ra cái nó cảm xúc ở phần nào, nó nghiêng về nhiều về cái nội dung nào thì chia ra để, thực ra chia ra để cho nó rõ ràng để các em dễ học thôi. Chứ còn toàn bộ cái đoạn trích đất nước này, xuyên suốt cái đoạn trích đất nước này, nó chính là tư tưởng đất nước của nhân dân. Thì hai cái phần nó chia ra rất là rõ ràng trong cái chương thơ, nó được cách nhau bởi cái dấu sao này. Đấy, đây là phần 1, còn đây là phần 2. Đấy, như vậy các em nhớ cho cô thơ và cái nội dung của nó. Thế tiếp theo là cái phần 1 đấy, những cái tư tưởng mới mẻ của tác giả về đất nước đấy, thì chia ra thành các cái đoạn thơ nhỏ như sau để cho nó dễ phân tích. Thứ nhất là từ cái 9 câu thơ đầu tiên. Từ chỗ khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xửa ngày xưa, mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Cái kèo, cái cột thành tên. Hạt gạo phải một nắng hai sương, say dã dần sàng. Đất nước có từ ngày đó. Thế và 9 cái câu thơ đầu này chính là trả lời cho cái câu hỏi đất nước có từ bao giờ, đất nước lớn lên như thế nào. Thế và tiếp này, 20 câu thơ tiếp, đó chính là từ cái chỗ đất là nơi anh đến trường, nước là nơi em tắm, đất nước là nơi ta hò hẹn, đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm, đất nước là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc.
Nước là nơi con cá ngư ông, móng nước biển khơi. Thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông. Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ. Đất là nơi chim về, nước là nơi rồng ở. Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng. Những ai đã khuất, những ai bây giờ yêu nhau và sinh con đẻ cái, gánh vác phần người đi trước để lại, dặn dò con cháu chuyện mai sau, hàng năm ăn đâu làm đâu cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ. Đây chính là những cái định nghĩa rất là mới mẻ của tác giả về đất nước. Tác giả đã sử dụng cái lối định nghĩa theo lối chiết tự, cái từ đất nước. Đấy, tách cái từ đất nước ra, khi thì tách, khi thì gộp lại để tạo nên những cái định nghĩa rất là riêng, độc đáo về đất nước. Và sau đó đến cái đoạn cuối cùng là từ câu thơ chỗ trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước, cho đến kết thúc cái đoạn này là đến cái dấu sao này. Thì đấy chính là cái phần 3, chính là nói trả lời cho cái câu hỏi đất nước, chúng ta cần làm gì cho đất nước. Đấy. Tiếp theo là đến phần 2 với cái tư tưởng cốt lõi là đất nước của nhân dân. Thì 12 câu đầu: những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi vọng phu, cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn chống mái. Đến chỗ những cuộc đời đã hóa núi sông ta, 12 cái câu này chính là nói đến là cái nội dung là nhân dân vô danh chính là người đã hóa thân làm nên đất nước. Đấy là cái nội dung của đoạn thơ thứ nhất. Tiếp đến cái đoạn thơ tiếp theo, từ chỗ em ơi em cho đến chỗ nhưng họ đã làm ra đất nước. Cái đoạn thơ này chính là nói về nhân dân vô danh chính là người đã làm nên lịch sử của đất nước. Thế và còn cái đoạn cuối cùng này: họ đã giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng, họ truyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi. Cho đến cuối cùng này, đó chính là gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi. Đây chính là cái phần cuối cùng nói lên cái quan điểm, đó chính là nhân dân chính là người đã làm nên văn hóa của đất nước. Và đóng góp quan trọng nhất trong cái chương thơ này của Nguyễn Khoa Điềm, đó chính là ông đã phát triển đầy đủ, hoàn thiện cái tư tưởng đất nước của nhân dân. Thì đấy chính là những cái nội dung khái quát nhất chúng ta cần bám vào đấy trong cái đề nào. Mặc dù là cái đoạn trích đất nước này nó rất là dài, thế nhưng mà khi các em nắm được cái tư tưởng cốt lõi của đoạn trích thì đối với bất cứ đoạn thơ nào thì chúng ta cũng có thể phân tích được. Thế còn khi phân tích chi tiết các cái đoạn thơ nhỏ ở trong cái đoạn trích đất nước này thì cô sẽ có những cái video phân tích chi tiết cho các em sau. Thế còn video này cô chỉ dừng lại ở đây để các em có những tri thức cơ bản nhất, cốt lõi nhất về cái đoạn trích đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.